Ôi giời ơi, em nhà tôi tự lật kìa. Ôi làng nước ơi, em tự lật kìa. Sao mà em lại giỏi đến thế? Mẹ bảo là em nằm im chờ mẹ một lát mẹ đi lấy bánh chưng. Nhưng mà bây giờ em đã tự lật rồi. Chịu em luôn. Nếu mà em đã lật thì em hãy chịu khó lật tiếp đi. Mẹ phải ăn bánh chưng để còn cung cấp protein, tinh bột cho em còn ăn nhá. Ừ thơm lắm. Em chịu khó em lật đi nhá. Mẹ sẽ nói chuyện với em. Con bảo bố về giúp đỡ đi. Mèo mẹ xuống lấy cái bánh một tí thôi, nhưng mà nó đã lật rồi. Quá trời quá đất. Thế đã lật rồi thì cứ lật tiếp đi. Lật đi. Thế sao nó lật giỏi thế, không biết được cái gì. Mình đã để cái chân bằng phẳng mà nó tự nó lật được thì giỏi rồi. Vừa lấy cái bánh chưng có mấy giây đi đâu mà nhiều. Thằng này dạo này giỏi lắm. Chắc sắp lấy vợ nơi rồi. Cố lên. Theo dõi trận đấu trực tiếp rồi. Đấy, bố mày nướng bánh chưng nhưng bố mày có ăn không? Tao lại phải ăn. Cố gắng lên. Cuộc sống có lúc, dòng sông có khúc. Thế nên là phải cố gắng lên nhá. Mẹ. Tự nhiên mạng lại quay đơ đơ này. Ôi thôi chết cha rồi, mạng bị cắt à? Cố gắng lên, làm cái gì mà cố gắng lên. Đàn ông phải có bản. Đàn ông phải có bản lĩnh, cố lên. Cố lên em ơi. Chết giờ mẹ mày như con trâu mộng, cứ rung cái à, cả giường này rung luôn. Ừ, cố lên đi. Em đang rất cố gắng. Bỏ view bánh chưng gọn ra để cho em còn có động lực em làm. Cố lên. À hỏi con gì mới lấy bánh chưng nhá.
Minh Anh đây rồi. Quá trời chứ. Ăn bánh chưng chưa ngon không? Ừ, cứ nằm đấy mà nói chuyện mẹ nhá. Úi dồi ôi, chảy nước ra rồi kìa. Về nhà cố lên kia kì, cố lên. Úi dồi khóc kìa. Mẹ đã nói rồi, mẹ đang bổ sung năng lượng để con bé con, à con đưa cho con ăn. Con khổ lắm rồi hả? Được rồi, mẹ biết rồi, con khổ lắm rồi, nhưng mẹ thương con được chưa? Con khổ lắm mẹ ơi. Sung sướng gì đâu. Thế nào? Ôi rồi gồng gần mấy phút rồi thảo nào. Tay mệt lắm rồi hả? Mẹ bóp tay lên nhé. Mẹ ơi con gồng gần mấy phút luôn, nó sợ quá, mẹ phải cứu con à. Nó nằm đây chơi nhé. Đang nằm đây chơi này. Nó nằm đây không? Nằm đây chơi cho nó vui vẻ gì nữa. Ôi trời, không chịu nằm mà cứ bắt bé, đổi về thế. Ghê quá. Mẹ mày mai tao lấy mày một con vợ để cho nó về nó chăm mày nhé. Như các cụ thời xưa ấy, lấy một con vợ hơn tuổi mày để về nó chăm cho mày nhé. Ok không? Là tí quà cho má nào. Các cụ thời xưa ấy, là lấy một cô vợ hơn tuổi để về biết làm việc nhà vừa chăm chồng. Chăm chồng khác gì chăm con, bây giờ chồng còn bé bằng cái hột son thế này. Óc này giờ đẹp trai là có người yêu rồi đây. Bánh chưng quá trời nhân. Chưng để lâu rồi đang có vị hơi chua chua rồi đấy. Thôi tắt quạt đi nhá, mát quá nhá. Mát quá. Thôi tắt đi nhá. Ôi giời. Mọi người nhìn là cái bánh chưng này quá trời nhân không, lớp nhân dày chưa à. Xúc một miếng mà toàn nhân luôn.
Anh bông bông thóc này. Anh có nằm im không? Tôi đánh anh bây giờ đấy. Tôi nói anh thế nào? Tôi bảo anh phải ngồi im mà tôi mới bổ sung được protein và tinh bột chứ. Nhân lòi cả ra ngoài này để nhân mẹ xúc anh nhé. Tao bây giờ cái rồi. Cái rồi đây này. Thằng này bố léo. Cãi lại mẹ. Đợi đánh mẹ. Thôi chết dở rồi thôi. Nuôi nó lớn bằng sao bằng vác mà nó đánh lại. Nằm im ở đây chả chơi được ấy. Nằm im nhá. Ngoan nhá. Ôi trời ơi đẹp trai thế. Đẹp trai như kiểu danh Tây ấy. Ôi trời ơi nhân này quá trời này. Xúc một miếng mà toàn nhân luôn này. Nhưng mà mình thích. Mày có thôi không? Mày có thôi không? Tao đánh cái bây giờ này. Tao đánh mày đấy, tao đang ăn đấy nhá. Đây này, trông lại đùn á chưa? Lại đùn như kiểu là... Tao mà đùn ý. Sao đùn gì mà kinh chứ? Đùn vừa ấy chứ. Đùn vừa cho người ta còn ăn chứ. Thôi nằm ra đây xoa bóp tí. Nằm ra xoa bóp tí. À không á. Eo ơi ghê nhỉ. Thế thôi bye bye mọi người nhé. Chứ bây giờ thằng này nó không giật. Cho nằm ra đây này. Thằng này nó ghê lắm. Mọi người xem có đứa nào gả tôi tí để tôi giống như các cụ thời xưa để nó vừa làm việc nhà nó vừa chăm chồng nó nào. Mọi người xem gả tôi cái đứa nào nó lớn lớn tí nè. Hừ lắm cơ. Còn còn ơi mẹ. Mẹ nói nào nhở? Mẹ cái thằng này á, nó đẹp dai mà nó hư đến thế thì em thử hỏi có đứa nào nó lấy không? Con đứa chê. Giờ không phải đẹp dai được đâu, còn phải ngoan nữa. Hư lắm. Sao mà nó hư đến thế không biết được. À cái tên không nói nữa. Nói mày nói. Không nói mày nói. Mẹ cái thằng này nhá. Đâu là cái roi rồi. Lấy cái roi đánh thằng này nào. Nó toàn đánh lại mẹ nó thôi. Thế mà nó bảo nó yêu mẹ nó này. Alo alo alo. Kính thưa đồng bào chú ý. Đồng bào có đứa con dâu nào bán cho tôi nào. Tôi điên nó lắm rồi. Rồi
Nguyên nó ổn với thằng nào tí nào. Thằng này á cứ phải cho đi á. Cho đi lính đi. Cho nó dòm cho nó đánh cho. Nó chừa được. Vào đấy bốn láo ăn cắp nó đánh cho tràn mỏ luôn. Mẹ cái thằng này điên cái mới được. Từ chừa hư và hư rồi. Thôi được rồi, đi ru võng nhá. Đâu đi ru võng nào. Đây ru võng. À ơi à ơi à. Trời ơi ơi hỡi ơi à. Mẹ con nhà nó đánh rơi mất chồng. Chồng người đánh mắc tẹt đông. Chồng em ngồi bếp mà giữ cúng bàn mèo. Chồng người áo vải em thương chồng em. Bây giờ nó phun nước bọt kìa. Thằng ấy hư té không biết được ấy. Hư kinh khủng luôn. Tao đánh mày nên mày làm gì nha. Mày đánh nhau đi nhanh lên. Mày không đánh thì tao đánh mày. À thôi mẹ ông đánh ấy nha. Mẹ thương nha. Có mỗi cái thằng đàn ông mà cứ đánh ấy nha. Chết dở luôn ấy. Mẹ ơi là mẹ. Đây. Mọi người nhìn thấy cái bánh chưng ngon như thế này mà nó không cho mẹ ăn. Phản đối. Lúc mà này nan tùm tụp và lúc mẹ nan thì nó không cho ăn tùm tụp cái điên ấy. Tùm tụp. Ăn tùm tụp. Nhiều khi muốn một mình thóc sợ cô đơn. Sợ cô đơn không? Mấy vết mũi cắn lại thêm một vết này. Suốt ngày thêm thôi chứ chẳng bao giờ thiếu đi hay là mất đi. Thì toàn thêm thôi. Riêng mình học với những đêm dài. Mẹ, ôi đừng đừng, ôi đừng. Không thể nào mà chịu nổi cái thằng sóc đẹp dai này luôn ấy. Ăn không cho ăn. Thế mình ăn nửa cái thôi nhá. Ăn nửa cái thôi. Ăn nhiều nó có chỗ ăn đâu. Toàn hò hét mẹ nó thôi. Nào mày có vợ, mày hò hét vợ mày kiểu này thì nó đánh mày ra vã luôn. Thôi ăn nửa cá rồi dừng lại. Vì mày. Sao mà.